nam em gây sốc với dáng ngồi khó chấp nhận ở Miss World Việt Nam 2022. Hình ảnh nam em vô tư như đang ngồi ghế đá công viên khiến dân tình khó chấp nhận. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh nam em trong khuôn khổ cuộc thi Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Trong clip, nếu các thí sinh có dáng ngồi thanh lịch, nam em lại ngồi một mình một kiểu, xả dáng hết cỡ khi xem các bạn thi trình diễn. Dáng ngồi của chân dài Tiền Giang bị chê thiếu nghiêm túc, không toát lên phong thái của một hoa hậu, dù cho cô là thí sinh có nhiều kinh nghiệm thi sắc đẹp nhất ở đây. Nhiều cư dân mạng dù yêu thích nam em cũng không thể chấp nhận được hình ảnh này của cô. Cùng với một số khoảnh khắc khác trước đó, họ cho rằng nam em chưa thực sự nghiêm túc khi đến với Miss World Việt Nam 2022. Bên cạnh những lời chê bai, một số cũng khuyên nam em nên rút kinh nghiệm và nghiêm túc hơn trong hành trình sắp tới. Nếu không sẽ khó chạm tay tới vương miện Miss World Việt Nam 2022. Nam em sinh năm 1996 được biết đến với vai trò người mẫu, hoa khôi kim ca sĩ nhạc nhẹ. Gần đây nam em gây chú ý khi ghi danh Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Trước đó cô từng có 8 năm thi thố sắc đẹp, một số thành tích ấn tượng của chân dài Tiền Giang, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, top 10 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015, top 8 Miss Earth, Hoa hậu Trái đất 2016. Cách đây vài ngày, ca sĩ nhạc sĩ Kai Đinh đã đăng tải một dòng trạng thái về vấn đề bản quyền âm nhạc. Nếu như ở status trước, anh chỉ nói ẩn ý một vài cá nhân hát mà không xin phép, không để credit tên tác giả, thì trong dòng trạng thái mới đây nhất, Kai Đinh đã đề cập hẳn tên là Nam Em. Cụ thể ca khúc Mình yêu đến đây thôi do Kai Đinh sáng tác, cho tóc tiên vẫn còn trong thời hạn độc quyền ghi âm, ghi hình biểu diễn. Tuy nhiên, cô nàng Hoa Khôi đã cover ca khúc này tại một đêm nhạc riêng và đăng tải lên YouTube. Kai Đinh cũng bức xúc cho biết Nam Em đăng tải đoạn clip vào lúc 8 giờ tối, nhưng mãi đến 8 giờ 4 phút phía Nam Em mới gửi email xin phép tác giả. Với nhạc sĩ, cho đây là một hành động chữa cháy, thiếu chuyên nghiệp, mang tính thông báo hơn là xin phép. Kai Đinh cay đắng kết luận rằng, nói nôm na, ca sĩ tóc tiên bỏ tiền vào thời gian và công sức đầu tư cho một bài hát và một nghệ sĩ khác cứ thế mang bài hát đi diễn và up lên YouTube mà không cần đầu tư gì cả ngoài việc hát lại. Bản cover Mình yêu đến đây thôi nằm trong chuỗi chương trình Hơi thở âm nhạc của Nam Em được đăng tải trên kênh YouTube riêng vài tháng trước. Hiện đoạn clip này đã bị gỡ trên YouTube của Nam Em. Mới đây, Nam Em đã lên tiếng về sự việc, cô gửi lời xin lỗi tất cả các nhạc sĩ, ca sĩ vì sự sơ suất này. Nam Em cũng xin nhận mọi lời trách móc không biện bạch gì. Nam Em cho biết bản thân chưa có được một ekip chuyên nghiệp để làm việc chu toàn nên cô xin phép được vừa làm vừa sửa sai. Sai ở đâu xin sửa ở đó, rất mong sự lượng thứ từ mọi người. Xin nhận lỗi vì đã tạo ra những chuyện không đáng có và mang đến những điều tiêu cực này. Người đẹp bộc bạch. Nam Em cũng thừa nhận mới ổn định tinh thần, mới tìm được niềm vui trong âm nhạc thời gian gần đây. Những ca khúc của các anh chị đã giúp Nam Em vượt qua rất nhiều thứ và truyền cảm hứng đặc biệt để cô có thể tự tin lan tỏa cho mọi người. Có thể thấy Nam Em đang ngày càng có xu hướng lấn sân nhiều hơn sang lĩnh vực ca hát với loạt các đêm diễn phòng trà, các tụ điểm từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cho đến Đà Lạt. Đặc biệt trái với rất nhiều trường hợp người đẹp đi hát khác, Nam Em lại nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt bởi giọng hát có âm sắc đẹp, kỹ thuật thanh nhạc ổn định, tạo cảm giác dễ chịu cho người nghe. Các bản cover của Nam Em đều đạt hàng triệu view, thậm chí lọt top trending ở thứ hạng cao. Như Nam Em chia sẻ, cô vẫn còn khá mới trong lĩnh vực âm nhạc nên các vấn đề về xin phép tác giả, vấn đề bản quyền thì cô và ekip vẫn chưa thông suốt nên mong nhận được sự thông cảm.